Simacai có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng biệt với truyền thống lâu đời, phong phú. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số đang được địa phương thực hiện hiệu quả. Những buổi luyện tập như thế này vẫn được nghệ nhân Giàng A Chứ tổ chức. Với kinh nghiệm và tình yêu dành cho cây khèn Mông, ông Giàng A Chứ đã tận tình hướng dẫn cho người học từ động tác cầm khèn, cách điều tiết hơi đến các điệu nhạc truyền thống của người Mông. Đối với dân tộc Mông, tiếng khèn là quan trọng nhất vì cứ mỗi khi có người mất, bắt buộc phải có khèn và trống đi trước. Người Mông quan niệm tiếng khèn và tiếng trống là âm thanh dẫn đường chỉ lối cho người chết về với tổ tiên. Vì vậy, tôi đã rất cố gắng học. Lồng ghép việc bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được huyện Simacai đẩy mạnh thực hiện ngay tại các đơn vị trường học. Vì đây là môi trường tốt nhất để các em được tìm hiểu về văn hóa của chính dân tộc mình, hình thành ý thức, trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa những tinh hoa đó. Khi đến trường em rất vui, ngoài việc học ra thì em còn được tham gia các câu lạc bộ người Mông như khâu thêu và các thầy cô dạy em múa khèn ô, rất gần gũi với người Mông chúng em. Đề án bảo tồn phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch đang được huyện Simacai tích cực triển khai. Địa phương đã khôi phục thành công nhiều lễ hội như gầu tàu, cúng rừng của đồng bào Mông, xuống đồng của đồng bào Nùng, nghề thủ công truyền thống chạm khắc bạc làm nhạc cụ dân tộc. Đến nay thì trên địa bàn huyện thì đã có 2 di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 1 lễ hội Nao Lùng của dân tộc Mông huyện Simacai đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các lễ hội truyền thống của huyện như lễ hội gầu tàu, lễ hội cúng rừng, lễ hội xuống đồng được triển khai thực hiện hàng năm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, Simacai đang nỗ lực hơn để biến di sản thành tài sản.